Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho người lao động tại 10 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là những công nhân đầu tiên tại Đồng Nai được tiêm vaccine. Ghi nhận tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai, trong đợt này, công ty có 760 người trong tổng số 1.500 người lao động được tiêm chủng. Đây là những người thuộc đối tượng nhóm nguy cơ cao được ưu tiên tiêm để vừa giúp cho người lao động yên tâm làm việc, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong công ty, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất. Sau khi được tiêm thì em cảm thấy yên tâm hơn cho sức khỏe của bản thân, cũng như là gia đình và những người xung quanh, như là đồng nghiệp với bạn bè, để hoàn thành tốt công việc được giao. Là khi mà được có cái vaccine mà chích cho công nhân viên thì anh em rất là phấn khởi, tại vì mọi người đều hiểu rằng cái biện pháp tốt nhất để phòng chống dịch là tiêm vaccine. Muốn của không phải mình một riêng mình mà cả mọi người ở đây là được tiêm vaccine nhanh nhất có thể. Với số lượng người lao động được tiêm đợt này khá đông, để đảm bảo an toàn tiêm chủng cũng như phòng chống dịch bệnh, CDC Đồng Nai đã thành lập 6 đội tiêm chủng lưu động và huy động thêm các lực lượng tham gia. Để mà tham gia trong công tác tiêm chủng, thì hiện tại thì theo kế hoạch thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật chúng tôi thì thành lập được 6 tổ tiêm. Mỗi tổ tiêm bình quân là 6 người, trong đó có 3 bác sĩ, điều dưỡng và các kỹ thuật viên. Thì hôm nay là buổi đầu tiên của đợt ra quân này. Thì chúng tôi hầu hết là ở 4-5 công ty. Thì hiện tại cái đơn vị mà có đông nhất, số lượng công nhân đông nhất là công ty Mai Đồng Nai. Thì hiện tại theo số lượng đăng ký của công ty với Sở Y tế là 700. Nhưng mà công ty đưa lên danh sách cho các đơn vị là cho chúng tôi là 760 người. Thì đối với công ty Mai Đồng Nai này, chúng tôi sẽ có thể là tiêm cho các đối tượng trong vòng là 2 ngày. Ngoài tiêm vaccine COVID-19 cho người lao động, CDC Đồng Nai sẽ tiến hành tiêm cho các y bác sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ tại các bệnh viện dã chiến. Hiện ngành y tế Đồng Nai cũng đang phối hợp với các địa phương khẩn trương triển khai tiêm hơn 380.000 liều vaccine do Bộ Y tế phân bổ trong đợt này.